Thảm án lớn nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc, 2.800 người bị tàn sát dưới chân Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành hay Cố Cung Bắc Kinh là một công trình nổi tiếng của Trung Quốc. Đây không chỉ là biểu tượng của đất nước tỷ dân mà nó còn mang nhiều giá trị văn hóa và lịch sử trong nhiều giai đoạn. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ hào nhoáng bên ngoài, Tử Cấm Thành từng là tử địa của hơn 800.000 người trong vụ thảm án lớn nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc. Tử Cấm Thành được xây dựng dưới thời Minh Thành Tổ Chu Đệ với quy mô vô cùng hoành tráng, thu hút rất nhiều sự quan tâm của thế giới. Minh Thành Tổ Chu Đệ là con của Chu Nguyên Chương, được phong là Yên Vương. Khi Hoàng đế Minh Huệ lên ngôi kế vị Chu Nguyên Chương, đã giáng chức và tiêu diệt quyền lực của những người trong hoàng tộc. Lúc này, Chu Đệ vô cùng bất mãn, liên tập hợp binh nổi dậy lật đổ Hoàng đế Minh Huệ giành ngôi vị vào năm 1402. Từ đây, ông được liệt vào danh sách những vị hoàng đế máu lạnh và khét tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cũng bởi hoàng quyền đến tay ông vốn dĩ không vinh quang gì, nên khi đứng trước bất cứ chuyện gì, Chu Đệ thường nảy sinh sự nghi ngờ. Chu Đệ quyết định rời đô đến Bắc Kinh, xây dựng một cung điện còn hùng vĩ hơn ở Nam Kinh. Chính lúc này đã diễn ra vụ thảm án lớn nhất trong Tử Cấm Thành. Gần như chỉ trong một đêm, Chu Đệ đã hạ lệnh tàn sát hơn 2.800 cung nữ phi tần và thái giám trong Tử Cấm Thành. Sự việc này không được ghi chép nhiều trong chính sử, nhưng các nhà sử gia sau này đã tìm ra nguyên nhân từ các tài liệu được nước ngoài ghi chép. Theo đó, ngay khi về Tử Cấm Thành, Chu Đệ đã tuyển rất nhiều tú nữ nhập cung, nhưng ông lại không thể sủng hạnh hết các phi tần, khiến nhiều phi tần trẻ có ý định mờ ám sau lưng ông. Các tin đồn bắt đầu lan truyền trong cung rằng nhiều phi tần của Chu Đệ qua lại với thái giám. Vốn có bản tính nghi ngờ, lại được Đông Xưởng báo tin chắc chắn rằng có phi tần đã qua lại với thái giám ngay trong hậu cung. Vừa nghe xong, Chu Đệ nổi giận lôi đình, hạ lệnh lôi hết phi tần và cung nữ ra tra hỏi, nhưng tuyệt nhiên không ai thừa nhận. Trong quân lý triều thực lục của Triều Tiên có viết, những nữ nhân tập trung lại và cùng chờ đợi cái chết dần đến. Sau cùng không kìm nổi cơn ghen tuông, Chu Đệ đã ra lệnh giết sạch toàn bộ hơn 2.800 phi tần cung nữ và thái giám có liên quan. Vì không muốn mọi chuyện bị bại lộ, ông yêu cầu không lưu giữ lại bất cứ thông tin gì về vụ thảm sát này trong sách sử. Đến năm 1424, Minh Thành Tổ Chu Đệ qua đời, ông hoàng này vẫn kéo thêm 30 cung nữ mất mạng. Sử liệu kể lại, ngay sau khi ăn cơm xong, 30 cung nữ được tuyển chọn kỹ càng bị đưa vào điện đường tuẫn táng cùng hoàng đế, tiếng khóc than vang trời. Không chỉ 2.800 cung nữ dưới thời Chu Đệ bị tàn sát dưới chân Tử Cấm Thành, mà sau này còn rất nhiều người bị chôn thân ở nơi đây. Điều này có thể lý giải vì sao người đời luôn thấy bầu không khí u ám mỗi khi bước chân vào biểu tượng văn hóa và lịch sử của Trung Quốc, Tử Cấm Thành.